Bất chấp dịch COVID-19, giá nhà đất tại các dự án chào bán mới liên tục tăng nhanh, từ 5 đến 20% tùy từng khu vực. Ồ ạt các căn hộ cao cấp và siêu cao cấp, vắng bóng nhà giá rẻ. Vâng, thống kê về thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm vừa qua từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã gây bất ngờ khi mà tỷ lệ căn hộ nhà giá thấp và bình dân bị giảm sút một cách đáng lo ngại. Trong khi đó thì căn hộ giá cao tiếp tục chiếm một tỷ lệ áp đảo, giá nhà đất liên tục tăng. Tại Hà Nội, số lượng căn hộ bình dân đang ngày càng thu hẹp, chỉ có 300 căn được bán trong quý 2, chiếm 8% tổng nguồn cung. Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh còn gây sốc hơn khi căn hộ bình dân chiếm 0%, nghĩa là không có bất cứ dự án nào nằm ở tầm tiền dưới 25 triệu đồng một mét vuông. Chưa kể theo thống kê của Soview Việt Nam, giá bán sơ cấp căn hộ tại đây đã tăng phi mã lên tới 15% so với hồi đầu năm, tức là chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi. Bạn ước mơ sở hữu nhà ngay trung tâm thành phố sầm uất, những tưởng vượt ngoài tầm với này lại dễ dàng trong tầm tay với sự xuất hiện của dự án khu căn hộ hiện đại ngay thành phố năng động Thuận An, Bình Dương. Trang bị nội thất cao cấp, kết hợp nhiều tiện ích hoàn hảo, khu vui chơi trẻ em, nơi cư dân nhí phát triển toàn diện, hồ bơi tràn bờ hiện đại. Không gian thể dục thể thao đa dạng, tổ hợp mua sắm giải trí đẳng cấp, cùng với mức giá vừa tầm, chính sách tài chính tối ưu, tất cả có tại Legacy Central. Legacy Central, khởi nguồn hạnh phúc.